Bắt gặp hai con thằng lằn xanh đang giao phối. Hello Andy, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi ra vườn thăm rau nè. Thì mình thấy con thằng lằn xanh này rất là dễ thương các bạn, cho nên mình quay cho các bạn xem. Thì thằng lằn xanh, tên tiếng Anh của nó là Green Flyer, có người gọi là thằng lằn Carolina hay còn gọi là thằng lằn Florida. Đây là một loại thằng lằn bản địa của Mỹ, phổ biến tại khu vực phía đông nam của nước Mỹ và được ghi nhận là tiến hóa nhanh do áp lực của loài xâm lấn. Điểm đặc trưng của thằng lằn xanh là cơ thể nó thuôn dài từ 25 đến 30 cm, phần đuôi thì dài hơn bụng 2 lần, đầu hơi dẹt, có 4 chân với 5 ngón vuốt, còn đực thì cổ họng màu xanh ngọc đặc trưng, có dấu chấm vài màu đen và bụng màu vàng nhạt hoặc màu xanh nhạt. Những con cái có từ 2 đến 4 đường kẻ màu đen nhạt ở bên cạnh cơ thể. Các con thằn lằn xanh rất thích khu vực đầy nắng, nơi đồng cỏ hoặc là bụi rậm để trú ẩn. Vào mùa đông thì nó vẫn nằm trong hang của nó. Khi thời tiết nắng ấm vào mùa xuân thì chúng mới thoát ra ngoài. Con đực luôn xuất hiện đầu tiên, 2 tuần sau đó thì có những con cái mới xuất hiện. Chế độ ăn của thằn lằn xanh khá đa dạng, như là ấu trùng nè, nhện nè, sâu nè, đặc biệt rất thích sâu bọ hoặc là bọ cánh cứng và côn trùng, thỉnh thoảng cũng nếm trải những cái trái cây chín ở trên cây. Thằn lằn xanh sống khoảng 15 năm, tuổi thọ cũng rất là cao các bạn ha. Nó sinh sản vào mùa xuân sau khi giao phối. Sau đó thì con cái sẽ đẻ từ 5 đến 15 quả trứng trong hang. Thời gian ấp của nó thì thay đổi từ 50 đến 100 ngày tùy thuộc vào cái nhiệt độ của môi trường. Nó rất dễ thương các bạn. Mình lấy tay mình sờ, mình bắt nó mà bắt không được. Mình đụng tới nó là nó nhảy nha. Này nó nè, cái này là con đực nè. Nó không có những cái chấm đen, kẻ đen ở dưới bụng. Cái lưng nó toàn là màu xanh không à. Dưới bụng nó là cái màu xanh nhạt, vàng nhạt. Cho nên đây là con đực. Cái đuôi nó dài đúng không ạ? Cái đuôi nó dài để bằng cái cơ thể nó từ đầu đến bụng, gấp đôi cái bụng. Chưa tính phần đầu, nếu tính phần đầu luôn thì nó bằng luôn cái chiều dài của từ bụng đến đầu. Mình không tìm thấy cái hang của nó các bạn, mình thấy nó chui ở trong cái bụi rau của mình á. Xong cái mình bắt nó. Cái nó nhảy lên cái cây lưu quất này nè. Cây lưu quất này mình trồng cũng gần 2 năm mà chưa ra bông các bạn. Trái ăn rất là ngon. Cây này xuất xứ từ Nhật. Mình đụng nó cái nó nhảy thôi. Nó cũng dạng mình không dám, nó không có nhảy lên tay mình tỉnh sờ nó thử xem, nhưng cũng ấn ớn các bạn, để xem cảm giác của nó nhảy lên tay mình coi như thế nào. Mà nó không chịu nhảy lên tay mình chỉ đụng tới nó là nó nhảy á. Cái đuôi nó cứng lắm, giống như cái đuôi cá sấu vậy, cứng ngắc à, chứ không có giống như con thằn lằn mà ở trong nhà mình. Thằn lằn trong nhà mình bìm xèo đụng nó cái là đứt đuôi liền, còn con thằn lằn này là cứng lắm, rồi dạng nó bò sát nữa. Nhưng họ nhớ kỳ nhông rồi đó. Nhưng mà con kỳ nhông nhìn ghê ha. Con này nhìn nó dễ thương. Đó là con đực các bạn. Để mình đi vòng vòng mình tìm thấy có thấy con cái không. Đây một con. Đây nè. Đây là con cái đó bạn. Con cái nó nhỏ hơn. Cái màu nó màu xanh rin đậm hơn. Đó con cái nè. Thôi đi kiếm coi nó có đang cái gì không. Để mình theo dõi coi. Bọn chúng có gặp nhau để làm chuyện gì hay không. Ở dưới này có con đực nè. Đây cũng có một con đực nữa. Các bạn, con đực nó có cái cổ họng ở dưới nó có cái phùng phùng ra, nó để mà nó để đang dụ quến con cái nè. Con đực nó bự, nó đẹp hơn. Nó đang chỗ mồi nó dụ con cái nè, để xem nó có hai chúng nó đang làm gì đây, mình theo dõi coi. Nó bò bò đi kìa. Các bạn, nó thở phì phì ra, nó có cái mang á để mà quyến rũ con cái á, mấy con đó là những con đực, còn con cái nó không có chỗ họng như vậy.
nó gặp mình nó chạy ra. Hai con nó chạy lại nó gần nhau lại để coi nó có làm gì đây. Nó đang rình, mình nó rình đó kìa. Đây là chậu thanh long của mình các bạn. Mới mùa. Chứ chậu năm ngoái chết queo rồi. Đang ra nhánh quá trời luôn á. Cái bị trời mùa đông á, nó lạnh quá nó chết luôn. Cái đuôi nó dài dễ sợ các bạn. Con cái kìa, hai con nó mò mò nhà, nó chạy lại gần rồi đó, nó chạy lại kìa. Ý, thì ra chúng nó đang dù quên nhau, chui vô đây để giao phối. Đây là mùa xuân các bạn, là mùa giao phối của nó các bạn. Nó ra phối xong rồi nó sẽ đẻ, nó đẻ dưới hang đó, nhưng mà mình tìm không thấy hang của nó. Con đực đó màu xanh, màu xanh đột chuối rất là đẹp, nổi bật luôn, sáng chói. Còn cái con cái thì cái màu xanh nhưng mà nó xanh green đậm, giống như màu xanh quy, màu của quân đội các bạn. Nó đậm hơn. Con cái nó nhỏ xíu à. Đa phần động vật là chim chóc thì cũng vậy, con đực nó sẽ đẹp hơn. Con cái nó bự hơn con cái nhỏ như loài công cũng vậy. Công màu sắc nó đẹp rồi nó những con chỗ chim á, nó đẹp để mà nó rù quến con cái, đa số động vật là vậy. Còn con cái thì nó nhỏ hơn. Xong à. Ok, BND xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của Sunny Pet Vlog Sunny World. Thì cái kênh này mình chuyên quay về những cái loài động vật hoặc là thú cưng. Xin chào tất cả các bạn nha. Bye bye.